Xin kính chào các quý thầy cô, quý đồng nghiệp cùng các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Trong khuôn khổ bài của chương trình Tâm điểm ung thư ngày hôm nay thì bác sĩ Hà Thanh cũng xin chia sẻ một cái khía cạnh nhỏ trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ. Đó là điều trị với cái việc đề kháng EGFR TKI trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. Về nhìn chung về đột biến EGFR thì đột biến EGFR ước tính ở chủng tộc châu Á thì nó sẽ cao hơn so với cả chủng tộc châu Âu. Và đối với người Việt thì theo một cái thống kê ở trong nước thì người ta cũng thấy rằng là cái tỷ lệ đột biến EGFR của Việt Nam mình, của bệnh nhân ung thư phổi Việt Nam nó rơi vào khoảng sấp 40%. Và phần đông của các cái đột biến EGFR này là các đột biến DEL19 hoặc là đột biến điểm L858R, đây còn gọi là hai cái đột biến thường gặp. Ngoài ra thì chúng ta sẽ gặp các cái đột biến không thường gặp khác của gen EGFR. Và các cái đột biến không thường gặp này là một cái nhóm chiếm khoảng 10 đến 15%, tuy nhiên nó lại là một cái nhóm rất là phức tạp. Có những đột biến thì nhạy cảm với cả EGFR TKI, nhưng cũng có những đột biến thì nó đề kháng với cả các cái EGFR TKI. Có những đột biến thì nhạy cảm với thế hệ 3, nhưng cũng có những đột biến thì và không nhạy cảm với thế hệ 1, thế hệ 2, hoặc ít nhạy cảm với thế hệ 1, thế hệ 2, nhưng cũng có những đột biến lại nhạy cảm với thế hệ 1, thế hệ 2 mà lại đề kháng, hoặc là ít nhạy cảm với thế hệ 3, vân vân. Vì vậy đây là một cái nhóm đột biến rất là phức tạp và cần thiết phải đánh giá và xem xét bởi các nhà chuyên gia về điều trị ung thư phổi. Về đề kháng EGFR TKI thì chúng tôi thường phân ra làm hai nhóm, đó là đề kháng nguyên phát. Đề kháng nguyên phát đó là xảy ra là những cái đề kháng xảy ra khi mà bệnh nhân không có đáp ứng với EGFR TKI ngay khi chúng ta điều trị lần đầu. Nguyên nhân thì người ta nghĩ đến là có thể do sự hiện diện của các đồng đột biến và các cái con đường tín hiệu khác mà chúng ta có thể xét nghiệm được hoặc là khoa học hiện giờ cũng chưa thể tìm ra. Ví dụ như là các con đường RAS hay là HER2 hay là MET vân vân. Hai, đó là nhóm đột biến mắc phải hay là còn gọi là đột biến thứ phát. Thì hầu hết những bệnh nhân có đột biến EGFR ban đầu sẽ nhạy cảm với các cái EGFR TKI. Tuy nhiên sau một thời gian điều trị thì bệnh nhân sẽ đề kháng với thuốc, bệnh tiến triển trở lại, xuất hiện thêm tổn thương mới hoặc tổn thương cũ tăng kích thước. Như vậy đây được gọi là đột biến, đây được gọi là đề kháng thứ phát. Và cái cơ chế của đề kháng thứ phát này thì nó bao gồm nhiều các cái cơ chế khác nhau, chẳng hạn như nó xuất hiện các cái đột biến kháng thuốc mới, ví dụ như là T790M hay C797S, hoặc là tế bào ung thư nó sẽ kích thích những con đường hoạt hóa tế bào mới để tế bào tiếp tục tăng sinh, ví dụ như khuếch đại MET hoặc là khuếch đại HER2, hoặc là nó biến đổi sang những cái hình thái tế bào khác, ví dụ nó đang ở thể ung thư phổi không tế bào nhỏ, nó sẽ biến đổi thành ung thư phổi tế bào nhỏ để tiếp tục tăng sinh và di căn. Về kháng EGFR thứ phát, trong khuôn khổ bài này thì chúng tôi sẽ trình bày về kháng TKI EGFR thứ phát. Đầu tiên là về kháng đối với thế hệ 1, thế hệ 2, đó là xảy ra trên những bệnh nhân mà chúng ta điều trị lần đầu với các TKI thế hệ EGFR TKI thế hệ 1 hoặc thế hệ 2, đó là các thuốc hoạt chất erlotinib, gefitinib hoặc là afatinib. Chúng ta đạt được bệnh ổn định hoặc bệnh đáp ứng một phần trong một, hoặc là bệnh đáp ứng hoàn toàn trong một khoảng thời gian, nhưng sau đó bệnh nó lại tiến triển trở lại, tăng kích thước khối u nguyên phát hoặc là gia tăng, xuất hiện thêm các tổn thương mới ở di căn tại phổi hoặc là di căn tại các cơ quan khác. Thế thì cơ chế của việc kháng TKI thế hệ 1, thế hệ 2 thì 60% trường hợp là do xuất hiện cái gen T790M. T790M này thì có tần suất xuất hiện cao nhất ở những bệnh nhân mà mang đột biến DEL19, khoảng 75%. Và người ta nhận thấy rằng có rất là nhiều các cái nghiên cứu được tiến hành xem là chúng ta điều trị thuốc thế hệ 1, hai loại thuốc thế hệ 1 hay thế hệ 2 thì cái tỷ lệ xuất hiện T790M có khác nhau không? Thì các kết quả của các nghiên cứu nó tương đối là cũng có những nghiên cứu đa phần là thấy rằng không có khác biệt. Tuy nhiên cũng có những nghiên cứu thấy rằng có thể điều trị afatinib thì nó có cái tỷ lệ T790M thấp hơn. Tuy nhiên cái số lượng bệnh nhân vẫn còn thấp và hiện giờ vẫn chưa có những cái thống nhất. Ngoài cái việc xuất hiện T790M thì ở những bệnh nhân mà đã điều trị thuốc thế hệ 1, thế hệ 2 mà xuất hiện đề kháng thuốc thì nó cũng có thể xuất hiện những cái đột biến khác, ví dụ như là đột biến MET hay là khuếch đại gen MET, hoặc là chuyển đoạn thành
chuyển loại tế bào sang chuyển dạng sang tế bào nhỏ, hoặc là có những cái con đường tín hiệu mới. Về kháng TKI thế hệ 3 thì cơ chế kháng thuốc đích điều trị thể EGFR TKI thế hệ 3 thì nó cũng có rất là phức tạp. Thế tuy nhiên người ta gom vào các cái nhóm chính. Thứ nhất là xuất hiện C797 là một cái đột biến mới xuất hiện. Và TC797S này thì nó sẽ có hai dạng, đó là dạng trans và dạng cis, và cái định hướng điều trị nó sẽ hơi khác biệt. Tuy nhiên hiện nay thì các nhà khoa học vẫn còn đang nghiên cứu để mà tìm ra các cái gen, các cái thuốc có thể ức chế được đột biến gen này. Thứ hai là nó sẽ khuếch đại, nó sẽ phát sinh các con đường tín hiệu tế bào mới để tế bào tiếp tục tăng sinh. Đó là các con đường tín hiệu qua RAS, qua PIK3K hoặc là AKT hoặc mTOR. Và các cái con đường tín hiệu này các nhà khoa học trên thế giới cũng đang tiếp tục tìm ra các cái phương thuốc để mà ức chế các con đường tín hiệu này. Ngoài ra nó có thể là khuếch đại mạnh mẽ các con đường tín hiệu như là HER hoặc MET hoặc là RET. Ngoài ra nó cũng có thể là chuyển dạng sang tế bào nhỏ, và có tới 20% cho đến giờ việc kháng thuốc TKI thế hệ 3 vẫn chưa được biết rõ về cơ chế. Đối với việc điều trị kháng thuốc đích EGFR TKI thì như thế nào? Thế đối với những trường hợp mà kháng TKI thế hệ 1-2 thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái trường hợp sau. Chúng ta có bệnh nhân có xuất hiện T790M dương tính, tức là có đột biến kháng thuốc T790M, thì sẽ có chỉ định để chuyển sang điều trị thuốc TKI thế hệ 3 là osimertinib theo dựa trên nghiên cứu AURA3. Và nếu sau tiếp tục kháng tiếp với osimertinib thì chúng ta sẽ lại sinh thiết, rồi chúng ta tìm một là có những cái đột biến gen mới, có thuốc mới hoặc các cái thử nghiệm lâm sàng mới đang tiến hành, hoặc chúng ta sẽ tiến hành điều trị hóa trị hoặc điều trị hóa miễn dịch. Thứ hai đó là trường hợp mà bệnh nhân không có T790M, tức là T790M âm tính, thì chúng tôi sẽ có những cái hướng điều trị có thể là điều trị hướng đến điều trị toàn thân, là điều trị hóa trị hoặc điều trị hóa trị kết hợp với cả kháng thể đơn dòng cộng với cả thuốc miễn dịch. Đó là những cái định hướng hiện nay, hoặc là chuyển sang chăm sóc triệu chứng thì tùy từng trường hợp và từng các cái yếu tố và sẵn có của cơ sở thì chúng tôi sẽ thì chúng ta có những cái định hướng như vậy. Và tổng cái sống còn toàn bộ của bệnh nhân, đối với những bệnh nhân mà điều trị thuốc TKI thế hệ 1-2 sau kháng thuốc thì các quý đồng nghiệp có thể thấy nó rơi vào tối đa là khoảng 25-27 tháng. Đối với những trường hợp bệnh nhân kháng osimertinib, tức là bệnh nhân mà điều trị ngay từ đầu bằng osimertinib bước 1, hoặc là chúng ta điều trị TKI thế hệ 1 sau đó có T790M và tiếp tục điều trị bằng osimertinib, tức là TKI thế hệ 3, sau đó xuất hiện để kháng thuốc, thì chiến lược điều trị cho đến hiện nay cũng vẫn còn đang nghiên cứu rất là nhiều, và nó cũng là có rất là nhiều những cái phương án vô cùng là phức tạp. Nó sẽ phụ thuộc vào các cái yếu tố như sau. Thứ nhất là đặc điểm phân tử của khối u, sự sẵn có của các loại thuốc tại các cơ sở điều trị, tiền sử đã điều trị thuốc trước đó, cũng như là các cái đặc điểm cụ thể của từng người bệnh, hoàn cảnh cụ thể của người bệnh liên quan đến kinh tế, liên quan đến thể trạng, liên quan đến những bệnh kèm hoặc là các cái điều trị trước đó tại chỗ, tại vùng, vân vân. Chiến lược điều trị tiềm năng hiện nay thì người ta chia làm các cái nhóm như sau. Đó là người ta đang hướng đến các cái hướng các cái nghiên cứu hoặc là các cái phương pháp theo bốn hướng như sau. Thứ nhất là người ta sử dụng các liệu pháp kết hợp. Hai là các liệu pháp tuần tự. Ba là thử thách lại các liệu pháp trước đó. Và cuối cùng là nghiên cứu những thuốc mới. Thế về liệu pháp kết hợp thì người ta đang có những cái hướng như sau. Thứ nhất là kết hợp osimertinib với một tác nhân nhắm vào các con đường khác, các con đường hoặc cơ chế liên quan đến kháng osimertinib đồng thời hoặc hiệp đồng, từ đó tăng cường hoạt động chống ung thư và ngăn ngừa cái sự phát triển của kháng thuốc. Các liệu pháp kết hợp thì ở đây người ta có thể kết hợp với một thuốc kháng các thuốc đích khác, hoặc là người ta kết hợp với cả thuốc miễn dịch. Vậy thì kết hợp với các thuốc kháng thì người ta sẽ dựa trên yếu tố phân tử, đó là các thuốc kháng MET, thuốc kháng HER2, kháng RET hoặc là kháng MEK, vân vân. Đây là những cái hướng nghiên cứu mới. Ngoài ra, cái liệu pháp kết hợp thứ hai đó là theo định hướng là kết hợp osimertinib với một cái thuốc miễn dịch, và các nghiên cứu đang được tiến hành thì hiện nay người ta có thể nghiên cứu theo hướng là kết hợp osimertinib với duvalumab, atezolizumab, vân vân.
Một cuối cùng là người ta cũng đang theo hướng một cái nghiên cứu khác, đó là kết hợp osimertinib với các kháng thể đơn dòng, ví dụ như là ức chế tăng sinh mạch như là bevacizumab hoặc ramucirumab vân vân, thì chúng ta sẽ phải chờ đợi trong tương lai. Đây là một ví dụ của cái việc kết hợp sau liệu pháp kết hợp osimertinib với cả ức chế điểm kiểm soát miễn dịch. Ví dụ như đây là hai cái nghiên cứu mà chúng tôi nổi bật lên, đây là một cái nghiên cứu mà người ta đang tiến hành osimertinib kết hợp với durvalumab, và sơ bộ cái nghiên cứu này ở giai đoạn 1B cho thấy là nó an toàn, có thể chấp nhận được, và những cái bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR đã tiến triển thì có cái tỷ lệ đáp ứng khi mà chúng ta kết hợp như này nó lên tới khoảng 43%. Nghĩa sao? 10 bệnh nhân điều trị thì chúng ta sẽ có tới 4 bệnh nhân là phù hợp với cả liệu trình điều trị và giảm được bệnh. Đó thì đây cũng là một tín hiệu mừng, và tiến tới thì người ta sẽ tiếp tục những cái pha 2, pha 3 để có thể, nếu mà nghiên cứu dương tính thì người ta có thể đưa vào để ứng dụng trong cộng đồng. Cách thức tiếp cận thứ hai đó là điều trị kháng điều trị tuần tự, tức là chuyển sang một tác nhân hoặc hướng điều trị khác dựa trên đặc điểm phân tử của khối u. Liệu pháp tuần tự có thể định hướng bởi việc sinh thiết lại hoặc bằng mẫu mô hoặc sinh thiết lỏng để tìm ra nguyên nhân kháng của osimertinib. Ở đây chúng ta có ví dụ như là ở đây chúng ta có là điều trị tuần tự bằng việc là chúng ta hóa trị, hoặc là chúng ta sẽ chuyển sang những cái ức chế khác, như là chuyển sang chất ức chế ALK nếu mà bệnh nhân có đột biến ALK, chúng ta sẽ chuyển sang EGFR thế hệ 4, ví dụ như lazertinib nếu bệnh nhân có C797S vân vân. Thế đây là một cái nghiên cứu ví dụ cho cái việc chúng ta điều trị chuyển đổi tuần tự, đó là nghiên cứu Empower 150. Trong cái nghiên cứu này người ta tách làm hai nhóm, một nhóm là chúng ta điều trị với bộ 4 là hóa trị kết hợp với kháng thể đơn dòng kết hợp với cả miễn dịch, và nghiên cứu này thì tuyển bệnh cả những bệnh nhân mà có đột biến EGFR đã hoặc không chưa từng điều trị với TKI, và người ta nhận thấy rằng đối với nhóm bệnh nhân này, việc kết hợp hóa trị paclitaxel cùng với cả bevacizumab và miễn dịch atezolizumab thì cho cải thiện về cho hiệu quả điều trị khả quan. Vì vậy mà ngay lập tức thì trong thực hành lâm sàng chúng tôi hiện nay thì bộ 4 này cũng là một cái sự lựa chọn ưu tiên nếu như bệnh nhân có điều kiện sau kháng osimertinib và không có hoặc không có các cái đột biến mới, hoặc là không có điều kiện để làm lại về mô bệnh học. Một nghiên cứu khác cũng đang cũng cho thấy một cái tiềm năng, đó là nghiên cứu Illuminate đánh giá cái hiệu quả của durvalumab và tremelimumab là hai chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến gen EGFR đã tiến triển với TKI EGFR trước đó. Và nghiên cứu này ý, thì người ta sẽ có hai cohort, hai nhóm, một nhóm là T790M âm tính, một nhóm là T790M dương tính, và người ta sẽ chuyển sang điều trị với durvalumab kết hợp treme và bộ đôi platinum và Pemetrex, sau đó thì sẽ duy trì bằng miễn dịch cộng với cả Pemetrex. Và nghiên cứu này cũng cho một cái kết quả tương đối khả quan. Ở cái nhóm mà bệnh nhân T790M âm tính, các quý đồng nghiệp có thể thấy rằng là cái hai cái đường cong nó khá là tách biệt. Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào cái mức độ bộc lộ PD-L1, và nghiên cứu này báo cáo viên thì người ta cũng nói rằng nó có một số các cái bối rối trong việc phân tích kết quả ở cái nhóm mà cohort có T790M dương tính. Vì vậy hiện nay thì cái phác đồ này vẫn chưa được thông qua. Tuy nhiên nó cũng có cho những cái đáp ứng khả quan về việc kết hợp hai miễn dịch cùng với hóa trị liệu trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR đã thất bại trước đó với EGFR TKI mà không có đột biến T790M âm tính. Một cái hướng mới khác, một cái hướng đi khác sau kháng osimertinib, chúng ta có thể thử các tác nhân mới. Ở đây là những cái kháng thể đặc hiệu kép hoặc là những hạt nano hoặc là những cái chất ức chế khác.
Ví dụ ở đây chúng ta có tác nhân mới, ở đây là amivantamab là một TKI trên những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến xa mà có đột biến MET skipping 14. Và nghiên cứu này là một nghiên cứu dương tính với các cái bệnh nhân mà đã, trong đó có những bệnh nhân mà đã kháng với EGFA nhưng người ta sinh thiết lại, có thể bằng sinh thiết lỏng hoặc sinh thiết mẫu mô, và người ta thấy rằng có xuất hiện đột biến MET skipping 14. Thì những bệnh nhân này sẽ được tuyển vào và điều trị với amivantamab. Sau đó thì tiêu chí của nghiên cứu sẽ đánh giá cái tỷ lệ đáp ứng, duy kéo dài đáp ứng, rồi sống thêm không bệnh tiến triển và sống còn toàn bộ. Và nghiên cứu này cũng cho một cái kết quả tương đối khả quan với cái trung vị sống còn toàn bộ lên tới 15.8 tháng. Và lưu ý đây là những bệnh nhân đã đề kháng với một TKI EGFA trước đó. Và MPFS khoảng 5, sống thêm không bệnh tiến triển trung vị khoảng 5.4 tháng. Ngoài ra người ta cũng có một cái nghiên cứu là kết hợp amivantamab với lazertinib. Đây là hai TKI, một TKI kháng MET và một TKI kháng EGFA trên cái nhóm cùng với cả platinum. Hóa trị có platinum thì đây cũng là một cái nghiên cứu mà đã được báo cáo tại Hội nghị ung thư phổi thế giới. Và nghiên cứu này cũng là một cái nghiên cứu cho kết quả tương đối khả quan với cái tỷ lệ đáp ứng khoảng 50% cho toàn bộ nhóm nghiên cứu. MPFS rơi vào là khoảng 14 tháng và MOS nó tại thời điểm là chưa trưởng thành. Tuy nhiên là MOS tại thời điểm 1 năm người ta thấy rằng là đạt tỷ lệ mà bệnh nhân vẫn còn sống tại thời điểm 1 năm là 80%, tức là mới có 20% bệnh nhân phải tử vong tại thời điểm phân tích 1 năm. Và đây cũng là một cái hướng đi rất là hứa hẹn. Điều trị cuối cùng, cái hướng đi cuối cùng đó là thử lại tác nhân cũ. Thử lại tác nhân cũ tức là sao? Chúng ta có thể sử dụng lại một loại thuốc trước đó có hiệu quả trước khi bị kháng thuốc, dựa trên giả định rằng các tế bào khối u có thể lấy lại độ nhạy cảm với liệu pháp ban đầu theo thời gian. Liệu pháp tái điều trị này có thể dựa trên đặc điểm phân tử của khối u tại thời điểm tái điều trị, thời gian đáp ứng của lần đầu điều trị, cũng như là tính sẵn có, rồi là độc tính mà bệnh nhân gặp phải với phương pháp điều trị đó. Và ví dụ như người ta có thể sau khi kháng với cả EGFA rồi chúng ta thử hóa chất, thử miễn dịch, rồi những tác nhân mới, thì nhiều bác sĩ lâm sàng cũng thử lại thế hệ thứ nhất hoặc thế hệ thứ hai, thì bệnh nhân vẫn đạt được những cái lợi ích điều trị. Hoặc là bệnh nhân sử dụng lại osimertinib cho những bệnh nhân mà có T790M dương tính, rồi sử dụng lại các phác đồ hóa trị có hiệu quả trước đó mà chúng ta đã biết. Đó thì dựa trên các cái báo cáo, những ca lâm sàng, loạt ca bệnh hoặc là các cái nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là việc sử dụng lại các tác nhân cũ cũng đã được các nhà thực hành lâm sàng trên thế giới người ta cũng đã áp dụng. Ngoài ra thì đây là cả hai cái nghiên cứu mà chúng tôi cũng trích dẫn ở đây để các quý đồng nghiệp có thể tham khảo. Đó là việc mà có xuất hiện C797S trans trên những bệnh nhân đã đề kháng với osimertinib trước đó, thì người ta có thể sử dụng kết hợp, giữ nguyên osimertinib và kết hợp với một kháng TKI thế hệ 1 và tiếp tục đạt được cái đáp ứng cũng như là kéo dài ổn định bệnh cho bệnh nhân, thì các quý đồng nghiệp có thể tham khảo. Cuối cùng tôi xin tóm tắt và kết luận như sau: ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFA là một bệnh không đồng nhất và phức tạp, đòi hỏi các phương pháp tiếp cận y học chính xác và cá thể hóa. Tình trạng đề kháng osimertinib cũng không thể tránh khỏi và có nhiều cơ chế. Vì vậy, hiện nay thì cũng có nhiều chiến lược để điều trị và vẫn còn đang tiếp tục được nghiên cứu. Vâng, xin cảm ơn ạ.